Trước mặt mọi người đây là con máy khoan rút lõi của thương hiệu Đông Trang, với công suất của nó là 1230W. Con này thì sẽ khoan được đường kính tối đa của nó là 90. Nếu sử dụng với mũi 90 thì sẽ khoan với tường gạch thôi nha mọi người. Còn khoan bê tông là 76 đổ xuống. Còn nếu các con máy này thì mình hay bán cho các bác thợ điều hòa để khoan rút lõi điều hòa thì sẽ sử dụng với mũi là 63. Thường thì người ta sẽ làm là mũi là 56, tùy vào kích thước của con điều hòa 9.000, 12.000 hay 18.000 đấy các bác. Đây là thiết kế của máy và mã của sản phẩm. Đấy, mọi người cùng xem. Tem thông số này. Và đây là cái tem chính hãng ở nhà nhập khẩu này mọi người này. Đó. Hàng chính hãng của Đông Trang nhá. 1.775.000 bảo hành 6 tháng. Thì con này nó có thể kéo dài ra được kích thước như thế này. Mọi người khi sử dụng này. Vị trí để nước nó đi vào đây để làm mát cái lưỡi của mình nhá, để tránh cái lưỡi nó bị đứt hoặc là